Xin chào tất cả quý vị và bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Ngọc Huy. Tôi là sinh viên K62 của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tôi là sinh viên khoa chăn nuôi, chuyên ngành chăn nuôi thú y. Nhưng mà bên cạnh ngành chăn nuôi thú y đó thì tôi có thích thêm một ngành ngành cây trồng. Thì đặc biệt là tôi yêu thích cây ăn quả. Thì theo như những kinh nghiệm mà tôi đã từng làm thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép quả bưởi trên cây bưởi, chuyển từ cành sai sang cành không có quả. Thay vì bởi vì thời tiết rất là không phù hợp, cho nên là nhiều cành sẽ không có quả, nhưng có nhiều cành quá sai quả. Thay vì cái cành quá sai quả đấy các bạn cắt tỉa đi, thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách là chuyển những quả quá sai, từ cành quá sai đó sang cành không có quả. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn tìm chọn lựa quả. Đầu tiên các bạn sẽ cắt những cái quả bưởi ở cành sai, những quả bưởi to như thế này. Dành cho những bạn nào đang học ghép và mới ghép thì các bạn nên ghép những quả nhỏ. Bởi vì là khi bạn ghép quả lên cây thì sẽ rất là khó, bởi vì là quả càng lặng thì là sẽ rất dễ bị tuột quả khỏi cành ghép. Thì đây là những quả tôi đã chọn lựa để ghép hôm nay. Thì tôi sẽ ví dụ cho các bạn quả bưởi này. Thì giờ tôi sẽ bắt đầu ghép và sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tôi sẽ ghép quả này, ghép bưởi đây. Sau cái bước chọn quả thì các bạn phải dùng giấy ni lông. Ni lông các bạn có thể mua giấy chuyên dụng ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp rất là nhiều. Đây tôi tận dụng của gia đình, tôi sẽ dùng giấy bọc thức ăn. Các bạn đừng nghĩ giấy bọc thức ăn chỉ để bọc thức ăn thôi nha, công dụng nó rất là nhiều, rất là tốt đấy. Có thể dùng để ghép cây rất là hiệu quả. Đây, các bạn phải bọc kín quả. Tại sao lại phải bọc kín quả? Là bởi vì các bạn bọc cái kín quả này lại thì quả sẽ tránh bị mất nước, sẽ không bị khô quả, để vẫn quả có thể chịu đựng được trong cái thời gian mà chất dinh dưỡng từ gốc đưa lên nơi thì quả vẫn còn sống, có thể hút được chất dinh dưỡng thì quả vẫn có thể đáp ứng được chất dinh dưỡng đấy. Còn nếu mà quả đã chết rồi thì quả khô rồi thì sẽ không thể hút được chất dinh dưỡng. Nên là tôi sẽ phải quấn, các bạn quấn 1 đến 2 lượt. 2 lượt cho nó kín quả lại là được. Đó, quấn kín quả. Các bạn quấn dần lên trên cuống của quả. Quấn dần lên cuống. Đó. Giờ nên cuống, các bạn quấn kín chỗ cuống này lại để tránh nước mưa đã chui vào sẽ làm thối cuống của chúng ta. Đây, sẽ thở ra một ít, dừng lại này. Mình sẽ buộc lại nha, buộc lại tại đây. Sau cái bước quấn băng vào quả xong thì các bạn sẽ chọn được cành để ghép cái quả này vào cho phù hợp. Thì các bạn có thể chọn bất cứ cành nào tương xứng với cành không quả mà tương xứng với lại cuống của quả này. Thì đây tôi sẽ chọn một cành trên đây, các bạn theo dõi nhé. Chúng ta có thể chọn cành to hơn hoặc nhỏ hơn cuống quả cũng được, cũng có thể được. Đây tôi sẽ chọn cành to hơn. Cành to hơn cuống quả. Các bạn xem cành rất là tươi đẹp, không quá già nha. Chọn cành già thì sẽ không có chất dinh dưỡng để nuôi quả đâu ạ. Các bạn sẽ chọn cành như thế này, tay ra đây. Đó, thì bước tiếp theo là các bạn sẽ chẻ ở cái cành muốn ghép vào một đường thẳng sao cho tương xứng với lại cuống quả. Thì cuống quả nhỏ thì các bạn sẽ phải chẻ lệch sang một phía nha, lệch sang một phía nhiều vỏ, lệch sang một phía để quả có thể, chất dinh dưỡng có thể đưa được đến quả. Tại sao đưa đến quả? Bởi vì là chẻ nhỏ thì khi chúng ta vót thành cái lem của cuống này, của cuống quả này, cái ghép ấy, cái ghép của cuống quả, chúng ta vót thành cái lem, có thành cái nêm
Các bạn thấy con dao thật sắc nha, các bạn chú ý con dao thật sắc để vót thành hình cái nêm. Vót thành hình cái nêm. Cẩn sắc để tránh bao vía. Bao vía thì sẽ chân dưỡng sẽ không thể đi vào quả được. Sau đó chúng ta đưa quả quả mà chúng ta đã cuống quả và ta đã vót thành cái nêm đưa vào cành ghép. Câu ghép thì các bạn chú ý nhé. Khi đưa vào thì các bạn sẽ đưa lệch về một phía. Ví dụ đây là cành ghép to, các bạn sẽ bắt buộc phải đưa lệch về phía, các bạn không được đưa ra giữa. Đưa ra giữa thì sẽ không được tiếp xúc với vỏ của cuống quả và vỏ của câu ghép. Các bạn làm sao mà đưa phải đưa được vỏ của cuống quả với vỏ của gốc ghép trùng với nhau. Các bạn chú ý bước này rất là khó, không hề đơn giản ở cái bước này đâu, các bạn phải thật cẩn thận bởi vì có thể quả nó sẽ rụng ra, rất là khó ghép bước này, các bạn chú ý. Nếu bạn có người thì bạn sẽ phải nhờ nên bác đây tôi có người quay giúp tôi thì tôi sẽ nhờ bác cái cầm giúp tôi quả thì tôi sẽ cột cái mối ghép này lại. Ghép quả rất là khó, không đơn giản như các bạn nghĩ đâu ạ. Các bạn chỉ cần cố gắng khéo tay một chút là được thôi. Mình không được khéo tay lắm nhưng vẫn phải nhờ người giúp cho. Đó. Chú ý phải quấn chặt lại cho quả không có thể giữ được lại tại lại được trên trên đây được. Để quấn quấn chặt lại nha, chặt chứ đừng chặt quá, chặt sao để cho nó có thể giữ cái quả nó cái mối ghép nó không bị xê dịch đi là có thể được. Với bạn nào mà có thể khó quá không làm được thì các bạn có thể lấy dùng băng dính đen nhé, các bạn dùng băng dính đen chặt nó lại rồi. Với nếu mà các bạn dùng băng dính đen này các bạn phải sẽ phải sau khoảng 2-3 tháng các bạn sẽ phải tự cắt cái băng dính đen nó ra, chứ băng dính đen sẽ không thể giãn, nó không thể tự hủy như cái giấy lông mà tôi đang quấn này. Nếu mà tôi dùng giấy lông này thì chúng tôi sẽ không phải cắt bỏ nữa. Nếu bạn dùng băng dính đen các bạn sẽ phải cắt, các bạn chú ý nhé, quấn chặt chỗ này thì mới có thể giữ được cái quả trên cành này, không rất là khó có thể giữ được. Chỉ cần xê dịch ra là quả có thể chết. Đó, sau đó nó quấn dần đi xuống phía dưới của quả. Đó, quấn vậy. Không sao, quả to thì mình phải chấp nhận quấn nhiều. Sau đó chúng ta cột lại. Cột lại. Đây là tôi chỉ dùng một kinh nghiệm chứ tôi không có được học về chuyên ngành ghép cây này bao giờ cả. Kinh nghiệm của tôi đã làm và có quả. Đó, bạn buộc thế là xong. Rồi. Đấy, thế là xong những bước, các bước tôi em ghép quả vào một cây. Đây là những quả tôi đã ghép thành công rồi và đã sống, rất là phát triển rất là mạnh, không hề bọc dưới bóng nữa bởi vì nó to lên nó giãn, sẽ giãn dưới bóng ra. Những quả này mới ghép. Đây, quả này tôi mới ghép được một vài tuần. Đây. Còn quả này tôi đã ghép được 2 tháng, 1 tháng rưỡi. Đó, thì qua các bước này tôi sẽ rất mong quý vị và con sẽ ghép thành công quả vào cây. Thì tôi xin chúc bà con và quý vị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.